Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em sẽ test chiếc con bơm dầu cao cấp buồng bơm inox hai điện áp 24V dùng cho các loại xe tải hệ hai bình ắc quy. Thì hôm nay thì em sẽ sử dụng test con bơm dầu này về cái lưu lượng của bơm xem nó ra nhiều không. Em đang sử dụng cái ống cốt thép phi 27 để hút và đẩy đây. Thì chúng ta xem qua cái thông số của con bơm này một chút nhé. Thì con này là điện áp 24V, lưu lượng nó ghi trên buồng bơm là 7,5 mét khối trên giờ, đẩy cao 11 mét, hút sâu tối đa 3 mét. Đó, nó ghi 7,5 mét khối trên giờ thì em không tin lắm. Lưu lượng của nó tức là 7,5 mét khối trên giờ là 1 phút hơn 100 lít, nhưng mà chắc chắn là không được. Thì lưu lượng con này thì tầm khoảng 5-60 lít một phút là ok. Thì hôm nay em sử dụng bình ắc quy 12V này qua cái bộ chuyển đổi từ 12V lên 24V 360W để chạy con bơm này, bởi vì là em chưa có hệ hai bình ắc quy thì đang dùng tạm một bình qua mạch kích để chạy con 24V này. Trong bơm này thì bên em có cả loại 12V và 24V các bác nhé, hoàn toàn yên tâm. Đặc điểm nổi bật của dòng bơm này so với các loại bơm đầu sắt đó là nó chịu được nước, độ bền nó cao hơn và tốc độ cũng như lưu lượng công suất nó cao hơn. Con này là 24V 300W. Đấy nha, thì các loại bơm đầu sắt thì chỉ cần có thành phần nước là nó sẽ bị hỏng buồng bơm ngay lập tức. Đấy, chỉ cần tôi ví dụ như ngày hôm nay bơm thì ngày mai là nó đã bị hỏng buồng bơm rồi, reset. Thì dòng bơm này nó tiên tiến hiện đại hơn, nó cho phép là bơm được nước, do đó thì nó cũng nhiều ứng dụng. Ngoài việc bơm dầu diesel thì các bác có thể sử dụng con này để bơm các loại dung dịch nhớt đặc hơn nước một chút. Bật công tắc này. Đây các bác này, đây là ống phi 27 và nước chảy ra rất là mạnh, đầy luôn đấy, rất là mạnh các bác nhá. Đây là dòng bơm cánh gạt bơm dầu cho nên mà nó phải kêu chứ nó không thể là êm ru được các bác. Các bác lưu ý cho em cái điều đấy, bơm dầu thì bắt buộc nó phải kêu, bởi vì nó kêu là do cái vùng bơm của nó là cánh gạt. Đây, nước ra rất là nhiều luôn này. Con bơm này thì các bác cũng có thể sử dụng để bơm nước trung chuyển cho ô tô. Ví dụ như bác nào đi xe tải mà có cái phi nước mà vài trăm lít để dự trữ để tưới lốp xe chẳng hạn, thì các bác có thể sử dụng con này, vừa hút dầu mà vừa hút nước chuyển lên thùng xe luôn. Lưu lượng nó chảy đầy ống 27 mạnh như thế này thì bơm nhanh lắm nhá. Đấy các bác thấy không? Đấy, ok ạ các bác. Sản phẩm này thì bên em bán nhiều rồi, nói chung bán các bác rất là thích, ưu điểm nổi bật là chịu được nước. Rồi, video này thì em xin kết thúc tại đây nhé. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038. Em tắt máy em nói này. Hotline là 038 68 98 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.